Mà này, tối hôm qua các con đi đâu mà về muộn thế? Mẹ thấy cửa cứ đóng ra đóng vào suốt thôi. Mở cửa ra thì thấy thằng Thành, ngó ra lại thấy thằng Danh. À, tối hôm qua con ngủ còn cũng không để ý mẹ. Bố mẹ ơi, sao bố với chú Danh lại ngủ với nhau nhở? Bố ơi, bố, bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố, bố ơi, bố, bố ơi, bố dậy đi bố ơi, bố ơi, bố dậy đi. Bây giờ rồi. Bà bảo sắp muộn rồi ạ. Nhanh, bố đi học. Chú ơi dậy đi, chú ơi. Chú ơi dậy đi. Không, để chú ngủ. Bố ơi, thế mẹ đâu ạ? Mẹ... thôi ông đừng ken cá chọn canh nữa. Nhưng mẹ bảo với con cho con mang bánh kẹo đến lớp để sinh nhật con mà. Rồi, lấy cặp đi xuống dưới nhà trước đi, xong rồi tí bố đưa qua cửa hàng Bắc Phương thích nhặt cái gì thì nhặt. Yeah! Bố với chú Danh ngủ với nhau vui thế mà chạy gọi mình một câu. Ơi, thế nào, mẹ đã mua bánh kẹo cho con chưa hả? Con không thấy mẹ đâu. Sao lại không thấy mẹ đâu? Mẹ ở trong phòng chứ còn đâu. Từ sáng giờ bà chưa có thấy bóng dáng mẹ con xuống đây ấy. Con cũng không biết, nhưng mà con thấy trên giường là chú Danh đang ngủ. Chú Danh ngủ ở trong phòng con à? Vâng ạ. Hóa ra đấy, hôm qua chú Danh ngủ ở phòng bố con. Đàn ông với nhau vui thế mà chả gọi một câu. Chán thật đi bà. Ông Thần kia, lên đường. Thành, đêm qua Danh nó ngủ trong phòng con à? Hai em nó giận nhau đúng không? Đâu, giận dỗi gì chúng nó. Hôm qua là thằng Danh nó say rượu, nó đi liên hoan về, thế con mới đút vào phòng con để ngủ. Chứ không đêm nó nôn ra mình cái châm anh có mà vật vào khối thằng đấy. Nhanh đi học, thơm bà cái đi học nhanh. Con chào bà. Thơm bà cái đi học nhá. Đi. Bố vừa nghe mẹ nói là sáng qua thằng Danh nó say nó lại chui vào phòng Thành nó ngủ à? Hình như thế đấy ạ. Thế có chuyện gì? Thì con có biết gì đâu. Nghe nói là hôm qua hai thằng đi nhậu với nhau. Còn con thì mệt nên là ngủ sớm. Này, nhưng mà chắc chắn là phải có chuyện gì đó. Hai anh em nói rủ nhau đi nhậu mà không rủ bố con mình chứ. Mà lại đi nhậu mảnh đúng vào hôm sinh nhật thằng Long. Thì con đâu có biết. Mà thôi, bố lo cho hai thằng đấy làm gì? Thì nói lo thì không lo được. Mà bảo là yên tâm thì cũng không yên tâm được. Này, nhưng mà bố thấy là các anh ấy mà cứ dấm ra dấm dúi việc gì là y như thằng có chuyện đấy.